Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Mình là Vi Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bùa Giò. Đây là sân của Nam YouTuber bóng truyền đạo miền Nam, Kinh Trà Thôn, xã Long Điền B, chợ mới An Giang. Đây là hai bên cái đầu không. Cái đầu không một cái ổi. Cái đầu không một cái ổi nha các bạn. Không không. Cù La đội bóng ra ngoài tự sát tại nó lát. 1-0 nghiêng về cho Giang Tân Hồng. Bên kia là Cù La Long Điền A, chợ mới An Giang. Một đều. Các bạn nào có đam mê chơi xe SH hãy đến với kênh YouTube Vũ Tân SH, địa chỉ 210 Sẹt 9A, đường số 11, phường Trường Thọ, Thủ Đức. Điện thoại 0378 200 955. Vũ Tân. Hai đều. Một pha hãm bóng lời của Giang rất hay. Hai đều. Quá hay cho hai bên. Quá khó chịu cho Cù La, pha bóng lời quá cảm giác mặt lưới. 3-2. Bóng tốt. 4-2. Bốn hai. Quá hay cho Cù La. 5-2. Năm hai. Quá hay cho Giang. Đáng tiếc phần bóng dời rồi của Cù La. Ba năm. Quá khó chịu. Dò gà. Đáng tiếc cho Giang. Đáng tiếc cho Giang vừa rồi. Chúng cây cột lô tô dội vô lại các bạn à. 6-3. Bảy ba. Bảy ba. Mười đêm. 8-3. Tám ba. Chín ba. Cù La quá cảm giác như những cú sạc bóng của mình quá khó chịu. Giang Tân Hồng Đồng Tháp gặp bên kia Cù La Long Điền A, chợ mới An Giang. Đây là An Giang và Đồng Tháp gặp nhau. 9-3. Vẫn còn hơi thở. Vẫn còn hơi thở cho Giang. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Cù La Tư vào bờ quá an toàn. Hết phim. Cái đầu đồng. Hết phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.